Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe Phantom Sportman full carbon. Như các bác lần trước thì họ đã biết thì lần trước em về một mẫu xe Phantom Sportman full carbon rồi. Và lần này em về thêm một chiếc nữa với cấu hình xe được chủ cũ nâng cấp hơn, cao cấp hơn là cặp vành cặp của hiệu Petrolite, thương hiệu Mỹ cho các bác nhé, dòng cao cấp này. Và cấu hình xe cũng được lưng lên Acera, ghi đông tay lái được chủ cũ nâng cấp lên dài hơn, tiện lợi cho các bác nào đi địa hình đồi núi và đổ đèo nhé. Vâng, bây giờ em xin được đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể về chi tiết chiếc xe. Xe với tông màu xanh trắng đen, cái tông màu chủ đạo vẫn là cái tông màu xanh trắng nhé bác nhé, màu đen điểm nhấn cho xe. Và bây giờ em xin quay chi tiết tổng thể hình thức chiếc xe bác nhìn này. Vâng, chiếc xe với tông màu rất là nổi bật nhé. Cái màu này thì rất nhiều các bác ưa chuộng nhé. Xe rất là bóng, sáng bóng. Mẫu xe này thì không còn gì xa lạ với các bác nữa rồi. Em về chiếc nào lần trước thì các bác lấy luôn. Rất nhiều các bác. Xe lần này về cũng gần như là mới luôn hoàn toàn. Carbon tim 1973 đây, carbon đây. Rất sáng và bóng. Đấy. Không có một vết xước nào ạ. Xe gần như là khung xe là mới hoàn toàn. Xe rất là xe chủ cũ đi, rất là giữ gìn xe các bác nhé. Đây là xe có điểm nhấn là những cái đường vân carbon nó nổi bật lên này. Cái đường vân nổi bật luôn cả carbon đó, các bác nhìn đây này. Rất là bóng luôn. Em zoom cho bác nhìn rõ ấy. Như da rắn ấy. Rất là nổi. Xe gần như mới tuyệt đối luôn. Xe rất là giữ gìn, chủ cũ đi giữ gìn xe. Vâng. Xe về thì cũng như lần trước là qua một cái chắn ở dưới khung bên dưới. Lớp bảo vệ khung tránh va đập xích. Chứ không có bị xước sát gì cả. Đây em bóc cho bác xem. Xe mới về đâm ma là em cũng chưa kịp bóc ra và lau chùi xe đâu. Mới đâu bác này. Khung carbon hết nhá, toàn bộ khung là carbon hết. Vâng, xe này lần trước em về thì một mẫu xe cũng về tương tự như này, nhưng lần này xe Sportman này được chủ cũ nâng cấp lên thêm một cái ghi đông dài hơn, giúp dễ dàng đổ đèo, đi đèo núi nhá. Ghi đông này so với ghi đông thường là dài hơn, đi đổ đèo điện tiện lợi. Tay lắm mút, cầm rất êm và chắc tay. Trước đây thì em về một mẫu xe này rồi thì về cấu hình của xe thì lưng cấp lên là dòng Acera này. Acera này đời cao hơn so với cấu hình của Antus và Tole, Alibio. Chốt xe này.
Đây là phía bên phải xe em đây. Xe được trang bị với phanh dầu nhá, phanh dầu thủy lực. Sóc dầu đây. Vâng, xe này cũng được chủ cũ lưng thêm cặp vành của dòng hãng Petrolite. Các bác biết thì Petrolite là thương hiệu Mỹ là quá nổi tiếng rồi. Cái hãng Petrolite này là dòng đắt giá, rất là dòng cao cấp của thương hiệu Mỹ. Cặp vành Petrolite, cặp vành nguyên cặp luôn nhé, vành nguyên cặp. May hơn trước sau là của Petrolite này, bác nhìn rõ này. Lốp cũng là của Petrolite luôn các bác nhé. Lốp nguyên lốp đi theo vành này, của Petrolite luôn này. Thương hiệu Mỹ là quá nổi tiếng rồi. Kích thước 26 x 2.1. Lốp này. Lốp gai, bề mặt rất nhiều gai nhỏ giúp ma sát bám đường tốt hơn, chuyên dành cho các bác nào leo núi. Đây là khóa điều chỉnh của sóc đó, đóng mở. Xe được trang bị với dây âm sườn. Như các biết thì những cái đời xe cao cấp thì đời mới bây giờ cũng đời xe cao đều thì trang bị dây âm sườn hết nhé. Giá bình nước Parami 17.5 size, tức là size của nó là size 26 các bác này. Đây là thông số size của xe này, tức là size xe là rơi khoảng tầm 43-44 gì vâng. Tầm bác qua cao 1m6 1m7. Ni lông và yên còn rất là mới nhá. Đây bác nhìn rõ. Đùi đĩa XCR, bê đan bi vòng giúp đạp nhẹ nhàng hơn. Ủi đề Alivio, xe được trang bị với 9 tầng lip Shimano và 3 đĩa cho xe bộ chuyển động 27 tốc độ. Cặp máy hơi sau là cũng của Petrolite, bác nhìn thế này. Chỗ bụi bẩn kia là em xe về mới em chưa thể lau được nhé. Những vết bẩn đấy, những vết bụi của xe. Đây. Lúc sau cũng của Petrolite này. Bành cặp Petrolite thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Cặp vành này chủ cũ được nâng cấp lên này. Em quay chi tiết hoạt động của xe lên lip nhé các bác nhé. Rất êm và mượt. Xuống lip rồi. Và bây giờ xong chuyển đổi tổng bộ bên đĩa xe này. Tầng đĩa này đang ở đĩa cao, bây giờ xuống đĩa các bác nhìn này. Đĩa 2 này, đĩa 1. Lên lip, lên đĩa. Nghe
em vừa đánh giá xong chi tiết chiếc xe Phantom Sportsman full carbon được rất nhiều các bác quan tâm lần trước, và lần này thì xe được nâng cấp với bộ đề chuyển động Acera cao hơn so với Altus, Thule và Livio, và được chủ cũ nâng cấp thêm cái ghi đông càng xe chuyên dùng có đổ đèo các bác đi địa hình đồi núi, và một cặp vành hiệu Petrolite thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng rồi các bác nhé, cặp vành cao cấp của bên hãng Petrolite, các bác có thể lên Google để tham khảo thêm. Vâng, xe bên em có giá là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và các bác nào quan tâm thì liên hệ em alo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi và đăng ký kênh. Vâng, thì bác hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.